Việt TV xin mến chào toàn thể quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ngày hôm nay. Thưa quý vị, chắc hẳn là rất là nhiều quý vị cũng đã biết là những năm trở lại đây thì cũng có rất nhiều Việt kiều mong muốn trở về Việt Nam để định cư lâu dài. Có những người về Việt Nam một cách thành công, có những người về Việt Nam trong sự thất bại và họ mong muốn quay trở lại Mỹ bởi vì cái cuộc sống ở Việt Nam đôi khi họ không thể nào mà thích nghi được. Sau cái khoảng thời gian mà họ đi Mỹ Và thực sự thì có những người mong muốn được đi Mỹ Nhưng cũng có những người thì bây giờ là Mong muốn trở lại Việt Nam Vậy thì cái công cuộc trở lại Việt Nam nó như thế nào? Thì trong cái video ngày hôm nay Việt TV chia sẻ một cái câu chuyện của một anh Việt Kiều Sau khi mà sinh sống ở Mỹ gần 20 năm Và anh ấy cũng đã đưa ra cái quyết định Sắp xếp mọi thứ Từ cái việc mà bán nhà cửa xe cộ rồi cái công việc của mình ở bên Mỹ và mong muốn trở về Việt Nam để sống và định cư lâu dài nha quý vị. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi tâm sự của cái anh Việt Kiều này. Và sau đó thì có thể là biết đâu đó quý vị có thể rút ra được cho bản thân một cái bài học nào đó, một cái kinh nghiệm nào đó. Hoặc là có những cái điều kiện, hoặc là quý vị mong muốn trở về thì đây cũng sẽ là một cái một cái hình thức tham khảo để cho quý vị có thể hiểu rõ hơn và đưa ra cái quyết định sáng suốt hơn. Cái câu chuyện mà các anh ấy chia sẻ như thế này, tức là anh Việt Kiều này á, là uh, anh ấy muốn nói lên những cái điều với hy vọng là có thể giúp những ai mà hiện nay đang có ý định muốn quay về việt nam sống hồi hương và định cư lâu dài ở việt nam thì có một cái nhìn sâu sắc và đúng đắn nhất cũng như là suy nghĩ thật là kỹ đặc biệt là đừng có đi theo vết xe đổ giống cái anh này có thể đây là một cách cảm nhận cá nhân của anh ấy thôi và chắc chắn là cũng không có gì lạ nếu như mà ai giống như anh ấy thì có những cái bài chia sẻ này thì quý vị uh, uh, có thể là uh, bỏ qua uh, cho một kẻ là mê đắm chỉ vì cái sự quyết định sai lầm chớp nhoáng mà giờ khiến cho anh ấy muốn về Mỹ cũng không được nữa rồi. Nhưng ở Việt Nam thì cũng không xong. Và anh ấy có tâm sự như thế này. Tôi sống ở Mỹ và chưa bao giờ mà tôi uh, canh cánh về nỗi nhớ quê hương ra diết. Và tôi ước một ngày nào đó nơi tôi sống nó không phải là nước Mỹ mà là ở Việt Nam. Nghĩ thì cũng lạ. Trước đây thì mình chưa đi Mỹ thì ước ao được đi Mỹ rồi cũng như là các anh chị Việt kiều được sống ở một cái nơi gọi là sự tự do thì được cho là công bằng lắm, nhưng mà khi sang đó sống ở chán rồi thì lại ước ao mình được sống ở Việt Nam, dù là một vùng quê nghèo, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, sống qua ngày cũng được. Giờ đây thì cái ước mơ lần thứ hai của tôi cũng đã trở thành hiện thực. Nhưng không lâu sau đó thì tôi đã phải thức tỉnh và tôi hiểu ra những cái giá trị mà cuộc sống ở Việt Nam mang lại cho tôi, nó không giống như những gì mà tôi tưởng tượng trước đây. Đúng là trước khi mà về Việt Nam định cư lâu dài thì ai cũng phải chuẩn bị đầy đủ những thứ để về Việt Nam, ví dụ như là tiền. Tuy nhiên mà sau khi mà bán tất cả những cái thứ mà tôi có, gom góp được thì khoảng 30.000 đô, tương đương với khoảng gần 700 triệu tiền Việt Nam. Thì với cái số tiền này thì tôi cũng dự định đó là về nhà mua một cái mảnh đất khoảng 300 triệu, sau đó là sửa nhà khoảng 100 triệu và cái số tiền còn lại thì kinh doanh một cái công việc gì đó để có thể sinh lời một chút. Như vậy thì cũng tạm ổn. Thế nhưng mà người tính thì lại không bằng trời tính. Khi tôi trở về Việt Nam đi tìm mua một cái mảnh đất rẻ nhất thì cũng có giá là 435 triệu đồng. Lúc này thì tôi thấy là đây là một cái mảnh đất rẻ nhất rồi, tôi quyết định xuống tay mua. Và tiếp theo sau khi mà mua xong thì bắt đầu là tôi phải đi làm thêm giấy tờ, đó là làm sổ đỏ, cũng như là lên thổ cư thì mới có thể xây được nhà. Và cụ thể, tổng cái số tiền tôi phải bỏ ra cho miếng đất này là gần 500 triệu. Như vậy thì tôi chỉ còn có gần 200 triệu đồng nữa mà thôi. Sau đó thì tôi quyết định là xây một cái căn nhà nhỏ để có thể ở và cái số tiền còn lại thì là 130 triệu đồng. Với cái số vốn 130 triệu đồng thì tôi suy nghĩ về công việc kinh doanh thì cũng chả biết làm việc gì. Tôi biết là có cái thằng cháu ở nhà, nó mới học xong lái xe thì tôi quyết định là đi mua một cái xe hơi cũ cho nó chạy dịch vụ. Kiếm tiền với cái số tiền hàng tháng là chia 73, tôi ba thì nó 7. Bởi vì nó bỏ công chạy mà, còn tôi chỉ dùng vốn. Mặc dù thì ngay từ đầu là khi mà xác định về Việt Nam thì tôi xác định sống kiểu như là có rau ăn rau có cháo ăn cháo thôi và tự nhiên thấy ngon miệng nhưng cũng chỉ được hai ba tháng đầu thôi cái khoảng thời gian để sau khi mà bắt đầu là tôi đi khám thì bác sĩ có bảo là tôi bị thiếu chất và có xảy ra một số những cái bệnh trong người cố gắng trong vòng một năm đầu thì mọi người à, mọi thứ nó cũng khá là tạm ổn với cái số vốn mà tôi bỏ ra cho thằng cháu chạy xe dịch vụ thì mỗi tháng nó cũng chia cho tôi được khoảng 4 triệu Với cái số tiền 4 triệu đồng này Thì tôi cũng sống tạm tạm ở quê rồi Nhưng không như là mơ quý vị Sau gần một năm kinh doanh Thì bắt đầu là cháu tôi gây ra vụ tai nạn giao thông Và dẫn đến là người bị tai nạn Nằm liệt giường. Lúc này thì tôi không biết phải làm thế nào Bắt buộc là phải bán xe đi để mà đền bù thiệt hại cho gia đình người bị hại thôi Và thực sự thì bây giờ tôi không biết là phải làm như thế nào cả Tôi rất là bối rối bởi vì tôi đã trắng tay và cái nguồn thu nhập vốn ít có. Và tôi nghĩ đến một ngày sớm nhất là mình có thể quay trở lại Mỹ. Nhưng mà nào ngờ đâu thì bác sĩ nói với tôi rằng là do tôi ăn không đủ chất và dẫn đến là bị suy giãn tĩnh mạch, không làm được những cái việc nặng nề. Cho nên là tinh thần của tôi bây giờ cũng suy giảm trầm trọng vậy. Và bây giờ thì tôi quay trở lại Mỹ thì tôi làm được cái gì? Bây giờ thực sự với những cái công việc ở đó trước kia tôi làm thợ mộc, rồi làm rất là đủ thứ và vất vất vả mà bây giờ thì tôi lại lâm vào cái hoàn cảnh như thế này thì thực sự rất là khó khăn cho tôi và tại sao lại như vậy có lẽ đây là một cái bài học kinh nghiệm của tôi rút ra để cho ai mà có ý định trở về việt nam thì cũng phải nên suy nghĩ cho thật kỹ tính toán thật kỹ để tránh những cái trường hợp rơi vào hoàn cảnh như tôi bởi vì nếu như mà mình không xác định được về cái nguồn tài chính của mình nếu như chẳng may mọi việc thuận lợi thì không sao nếu gặp phải những cái trường hợp éo le như tôi thì không biết phải xoay sở như thế nào. Nếu như mà uh, quý vị sau khi theo dõi cái video này thì quý vị có thể để lại cái ý kiến góp ý của quý vị ở bên dưới. Nói chung là sau khi nghe xong á, nghe cái anh này anh chia sẻ thì cái vấn đề chính ở đây đó là gì quý vị? Khi mà quý vị mà đã xác định hồi hương về Việt Nam thì phải làm sao mà chúng ta cân đối được cái vấn đề tài chính sao cho nó thật là hợp lý ví dụ như là có rất nhiều anh chị là việt kiều bây giờ về việt nam mình cũng đã chứng kiến những cái cảnh như vậy rồi có những người về việt nam thì họ vẫn còn giữ song tịch và họ vẫn còn những cái ngôi nhà ở quê đó quý vị trước kia thì họ đi mỹ họ sinh sống định cư nhưng sau khi ở bên đó có thể là cuộc sống nó không được như mong muốn hoặc là họ kiếm đầy đủ vật chất họ muốn về quê họ muốn sống một cái cuộc sống nó yên bình hơn thì họ trở về quê và họ đã có những cái ngôi nhà sẵn ở việt nam rồi có họ hàng rồi anh chị em rồi làng xóm láng giềng và họ về thì họ vẫn sống bình thường thôi bởi vì sau nhiều năm họ đi qua đó họ cũng đã tích cực được uh, tích được một số vốn khá là nhiều và cũng biết là có rất nhiều vị Việt kiều về Việt Nam bây giờ quý vị ạ vừa là để kinh doanh vừa là ở lâu dài thì rồi có những người thì chọn song uh, hai quốc tịch đi đi về về có thể là nửa năm ở bên đó thì nửa năm ở bên Việt Nam rồi có những người thì cũng chia sẻ rằng là họ làm tuổi nghỉ hưu ở bên Mỹ rồi, bây giờ thì họ cứ đi về Việt Nam thôi và họ vẫn được hưởng những cái hương vị ở bên Mỹ nha quý vị. Với những cái mức lương hưu như ở bên Mỹ thì họ về Việt Nam họ sống quá là đầy đủ. Chưa nói gì đến cái vấn đề mà họ có thể kinh doanh đầu tư làm ăn bất động sản hay là làm kinh doanh nhà hàng khách sạn gì gì đó. Họ thừa tiền để họ về Việt Nam, họ có những cái cuộc sống đầy đủ. Và nói chung là ở đâu thì um, Mỗi người có một cái quan điểm Một cái suy nghĩ khác nhau Không phải là ai giống ai cả Quan trọng nhất là ở đâu Mà mọi người cảm thấy vui vẻ Cảm thấy hạnh phúc Cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình Thì thôi Ở Còn đâu thì quê hương của mình Lâu lâu mình về thăm Mình về chơi Mình cảm thấy nó vui Nhiều kỷ niệm Nhưng mà đôi khi về ở Hàn Thì cũng chưa chắc đã vui đâu quý vị Đó là những cái suy nghĩ Và những cái chia sẻ cá nhân Đó từng người họ đưa ra Những cái nhận xét như vậy và quý vị cũng có thể uh, tham khảo xem là uh, cái suy nghĩ của cái anh Việt kiều này nó có giống như là uh, cái việc mà quý vị đang nghĩ hay không về cái việc mà chúng ta quyết định uh, hồi hương về Việt Nam hay là quyết định vẫn ở lại Mỹ để mà uh, định cư và sinh sống. Và tiếp theo cũng xin được chia sẻ cho quý vị một cái câu chuyện như thế này. Có rất nhiều người họ không ngại hoặc là họ bỏ nước Mỹ để họ có thể về việt nam sống cũng như là định cư ở việt nam luôn á lúc bấy giờ thì dĩ nhiên một điều là họ cũng không phủ nhận lại những gì mà nước mỹ trước kia đã mang đến cho họ và cả gia đình của họ và thậm chí là họ còn cho là nước mỹ nó như thế này nó như thế kia rồi họ nói nôm na rằng là họ không thích hợp để uh, sống ở nước mỹ nhưng cùng với đó thì cũng có những người thì cho rằng là qua được đến bên mỹ thì tương lai của họ và cuộc sống của gia đình họ có lẽ là nó cũng sẽ tốt hơn và thực sự thì mỗi người có một cái ý kiến trái chiều nhau cũng như là có một cái quan điểm sống khác nhau có người thì cho rằng là ở mỹ thì là tốt còn có người thì cho rằng ở mỹ là không tốt và cái điều này thì cũng không giống ai quý vị ạ nói chung thì mình cũng tôn trọng ý kiến của tất cả à, quý vị anh chị đang theo dõi video có những người thì họ tỏ ra họ chê bai nước mỹ bởi vì có thể là họ đã từng qua đó và họ đã từng cảm thấy cái cuộc sống không như họ mong muốn. Cùng với đó thì cũng có rất nhiều người họ chia sẻ rằng là nhờ có nước Mỹ thì họ mới được như ngày hôm nay. Và thực sự thì cũng có rất nhiều những cái ý kiến đưa ra là như vậy. Và ở VTV xin phép trích ra một vài những cái ý kiến để cho quý vị có thể tham khảo cũng như nếu như mà có những cái gì mà nó chưa phù hợp thì quý vị cũng có thể là đưa ra ý kiến riêng của bản thân tức là cái ý kiến của mỗi người tất nhiên là không ai giống ai đúng không quý vị thì chúng ta cũng có quyền được nêu lên ý kiến riêng của chúng ta mà. Có những cái comment ở trong cái bài viết thì cũng có chia sẻ về những cái cuộc sống của Mỹ. Đầu tiên thì một vị khán giả cũng có chia sẻ như thế này, đó là một người hiện tại đang sinh sống ở tiểu bang California, Mỹ và vị Việt kiều này thì có tên là Jenny Nguyễn, cũng có nói rằng là gì, tôi đến Mỹ vào năm tôi 7 tôi 27 tuổi, không có biết tiếng Anh và cũng không có tiền bạc gì hết có một người nhà lúc đó thì mới cho tôi thuê lại một cái căn phòng nhỏ với giá chỉ bằng 1 phần 2 giá thị trường thôi. Tức là bằng nửa giá đó. Bằng nửa giá nha quý vị. Thì tôi đã nỗ lực hết sức để kiếm tiền từ cái việc rửa chén cho đến làm hãng. Rồi sau này tôi có đi học neo và làm neo Và sau 13 năm có đủ kinh nghiệm cũng như là tích góp được một số tiền thì tôi cũng đã mua được hai căn nhà. Mặc dù là trả góp 30 năm và cũng có được hai điểm hai cái tiệm neo Tôi cảm ơn nước Mỹ vì đã thay đổi cuộc đời của tôi, vì nếu như mà bây giờ tôi ở Việt Nam thì có lẽ là không biết là tôi đang làm một cái công việc làm thuê làm mướn nào đó, chứ làm sao mà nghĩ được cái là tôi đang làm chủ hai tiệm neo như thế. Đó là một ý kiến của một vị khán giả hiện tại đang sinh sống ở Mỹ và người ta cho rằng là sau khi mà họ sống ở Mỹ 13 năm và bây giờ họ cũng đã có nhà cao cửa rộng, cũng có xe cộ đầy đủ. Và cũng như là một cái công việc ổn định Rồi thêm nữa là Hai cái tiệm nhau này Đó thì cuộc sống của họ đã được nâng cao hơn rất nhiều Và bên cạnh đó thì cũng có Một số những cái ý kiến khác Đây sẽ là ý kiến thứ hai Thì ý, ý kiến này có nhận định như thế này quý vị ạ Tôi đến Mỹ vào năm 75 Tuần đầu tiên mà tôi đi làm Là ở tiểu bang Florida Cái mức lương mà người ta trả cho tôi lúc bấy giờ là Một đồng 75 cent cho một giờ rồi sau đó thì cho tới đầu năm nay thì tôi mới rời Florida để đi tới New Orleans. Lúc này thì gì? Tôi mới bắt đầu làm neo lớn hơn. Một ngày thì tôi phải dọn tới 21 căn phòng. Một chữ tiếng Anh lúc bây giờ cũng không có. Biết là, uh, tức là tôi nghĩ người Việt Nam mình nhỏ con có lẽ là sẽ thua xa so với người Mỹ về sức khỏe. Cũng thua, cho nên bắt buộc mình phải làm việc cố gắng nhiều hơn họ rất nhiều. Rồi thì sau đó vài tháng thì tôi đã quen với cái công việc mới này. Mới có 12 giờ trưa là mọi việc lúc này cũng đã xong xuôi hết thì tôi bắt đầu mới đi giúp những người già hơn mình. Đại khái là giúp cho những người lớn tuổi đó, cho người ta cũng xong việc cũng giống như mình. Phải nói một điều là làm cho Mỹ, họ giao việc cho mình. Giao việc uh, thì mình cứ như thế mà làm xong thôi. Xong hết là ok chứ họ cũng không có bắt mình phải làm thêm bất cứ một cái việc gì khác. Làm được một năm thì tôi mới bắt đầu sinh được một em bé, một bé trai. Và tôi lúc này mới đổi sang một cái một theo khác để tôi làm việc trong nhà bếp, nhất là khi đó là tôi mới 22 tuổi, thì bây giờ cũng đã về hưu rồi. Tuy là cái đồng lương hưu nó cũng không cao, nhưng mà nó cũng đã chiếm một phần cái số tiền mà tôi tiêu hàng tháng đấy. Và cuộc sống của tôi đổ lại thì nó cũng ổn định và nó cũng an nhàn. Ờ, ở Mỹ thì mình chỉ cần chịu khó là mình sẽ không sợ đói, chỉ có ham ăn lười biếng mà thôi. Hồi mà mới sang thì tôi cũng nhớ quê hương vô cùng chứ, đâu phải là quên cội nguồn luôn đâu. Cho đến những năm 1990 thì lần đầu tiên mà tôi đi về Việt Nam. Phải nói là rất là vui bởi vì vui là lúc đó là cái tình người nó vẫn còn chưa có bị tác động gì của cái nền văn hóa. Thế còn bây giờ thì chấm 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 nói chung là vị khán giả này cũng chỉ biết tới đó thôi. Đó. Và vừa rồi thì quý vị cũng vừa được nghe một số những cái lời tâm sự của các anh chị việt kiều sau khi mà qua mỹ thì đã quyết định trở về việt nam hồi hương nhưng mà cái quyết định đó thì lại mang về rất nhiều những cái sự không gọi là nó không suôn sẻ đối với anh chị ấy. thì không biết là quý vị khán giả có ai đã từng rơi vào cái trường hợp đó chưa thì hãy chia sẻ lại ở bên dưới phần bình luận để chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về chủ đề đấy nhé còn nội dung của video ngày hôm nay thì Việt TV xin phép tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.